trên mặt hơi cao á. Thôi cái thân cột này hơi thấp cho lên tí nữa được rồi. Này cái đợt sáng em đây hơi thấp cho lên xíu được rồi. Cái này hơi cao. Đó, đây là cái đợt sáng. Đây là chung cư Giai Việt các bạn ở Tàu Công Biểu, quận 8. Thì bên mình đang lắp đặt mấy cái vòi phun nước và đèn led âm nước tại cái hồ phun của cái công viên của khu chung cư này. Đấy là cái đợt sáng, cái cột sáng em này hơi thấp này. Hơi thấp. Lấy que coi thử có rác không. Ôi là cáo rồi, đang bị mất rác xong á. Nó đầy rác ra, nó phun lên liền á. Chỉ có 40 cái trong cùng thì cái đều vô trong cùng mới hơi cao hơn chút xíu thôi. Cái nó hơi thấp á. Coi thử có mắc rác đâu không? Xuống xíu nữa, xuống một chút xíu rồi. Rồi đây là cái vòi 4 tầng và các cái vòi phun hình dù á, 6 cái vòi phun hình dù xung quanh, ở giữa là vòi phun 4 tầng. Cái hồ này là do là trước đây người ta đã lắp thử rồi, bây giờ chỉ đang thay cái vòi phun vào. Thank you.